Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Số hóa truyền hình mặt đất số đầu tiên của năm 2020. Trong chuyên mục kỳ này sẽ là phản ánh của phóng viên chuyên mục về mong muốn của người dân trên địa bàn tỉnh đối với việc triển khai truyền hình số hóa mặt đất. Tiếp đó là cuộc trao đổi của phóng viên chuyên mục với ông Phạm Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về tiến độ triển khai chương trình số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được chính phủ thông qua, thì đến năm 2020, 100% các hộ gia đình có máy thu hình, được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình. Đến năm 2020, toàn quốc sẽ chuyển từ truyền hình tương tự sang truyền hình số mặt đất. Theo tính toán, khi chuyển đổi, có khoảng 8,5 triệu TV của các gia đình sẽ không thu được tín hiệu nếu không lắp thêm đầu thu hình số mặt đất. Số hóa truyền hình mặt đất mang lại nhiều lợi ích cho người xem truyền hình như chất lượng cao về hình ảnh, âm thanh, tăng số lượng kênh truyền hình được truyền. Mặt khác, khi chuyển sang truyền hình số mặt đất, nguồn tài nguyên tần số vô tuyến điện được sử dụng hiệu quả nhiều hơn vì một kênh tần số có thể truyền được nhiều kênh chương trình truyền hình số so với chỉ một kênh của truyền hình tương tự. Cũng theo đề án, Lào Cai thuộc nhóm 4 nhóm cuối cùng thực hiện triển khai truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm. Người dân trên địa bàn tỉnh kỳ vọng với việc thay đổi hình thức truyền dẫn phát sóng, bà con sẽ tiếp cận được với các kênh truyền hình nhà nước có chất lượng tốt hơn. TV có lúc thì xem không được, có lúc thì tín hiệu kém, có lúc thì có lúc không. Muốn xem mà thời sự về thế giới, kinh tế, làm ăn như thế nào. Tôi mong muốn được có tín hiệu xem thời sự thường xuyên, sớm tối, hàng ngày. Để cho các cháu để học hỏi thêm và biết làm ăn giúp bố mẹ. Với một địa bàn còn nhiều khó khăn như Tân An, hiện nay bà con cơ bản sử dụng đầu thu vệ tinh trôi nổi để bắt tín hiệu truyền hình. Tuy nhiên, với loại hình thu sóng này thì tín hiệu thường rất yếu, chất lượng hình ảnh và âm thanh kém, đặc biệt vào những ngày mưa gió không thể bắt được tín hiệu. Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được xem truyền hình số mặt đất, hiện nay đề án đang thực hiện hỗ trợ thiết bị thu với hộ nghèo và cận nghèo ở thôn đặc biệt khó khăn. Chúng tôi thì đang được hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những thôn đặc biệt khó khăn. Thì đối với xã Tân An hiện tại là còn 6 thôn đặc biệt khó khăn. Nhưng mà ở những thôn này thì đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy là không phải hộ nghèo nhưng mà cũng vẫn còn khá khó khăn về kinh tế. Thì tôi cũng mong muốn là ngoài những đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn đặc biệt khó khăn thì cũng sẽ mở rộng ra đến những hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những thôn không phải là thôn đặc biệt khó khăn và một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người dân sẽ được tiếp cận với những cái thông tin này tốt hơn. Không chỉ ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng lõm, sóng truyền hình mà ngay tại thành phố Lào Cai vẫn còn có các hộ gia đình không đủ khả năng lắp đặt các thiết bị, hệ thống truyền hình trả tiền. Để phục vụ nhu cầu thưởng thức các chương trình truyền hình thì sử dụng các thiết bị thu vệ tinh trôi nổi vẫn xem là giải pháp tối ưu. Bởi với các thiết bị loại này, người dân chỉ cần bỏ một số tiền không lớn là có thể xem được các kênh truyền hình nhưng với chất lượng hình ảnh và âm thanh kém. Tôi hoàn cảnh thế, chân tay có làm gì được đâu mà có tiền. Đập bật lên thì nó cứ nhòng nhòng thế này, xong nó cứ mất cả hình ấy, nó cũng lên. Nó cứ lên là nó mờ, nó nhiễu, nó cứ nhảy. Nó nhảy nó cứ ra con đom đóm nhúa nhúa nhà này đi. Thế là không xem được, thì tôi tắt đi mà. Tôi muốn xem truyền hình nhưng mà là làm thì nhà nước làm nào cái ấy nó tốt hơn thì cho tôi xin thôi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là có thể thấy người dân trên địa bàn tỉnh đang rất mong đợi tới thời điểm tỉnh Lào Cai chính thức thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất. Kỳ vọng thông qua việc chuyển đổi hình thức phát sóng sẽ giúp cho người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh có thể tiếp cận với các chương trình truyền hình với những nội dung phong phú và chất lượng hơn. Để quý vị và các bạn có thể nắm bắt được tiến độ tổng thể triển khai chương trình này trên địa bàn tỉnh, thì ngay sau đây sẽ là trao đổi của phóng viên chuyên mục với ông Phạm Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Phạm Thanh Quang đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi ông là thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất thì tỉnh Lào Cai thuộc nhóm sẽ chuyển đổi vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Vậy thì cho đến hiện nay thì công tác chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào thưa ông? Theo như đề án số hóa truyền hình của chính phủ ấy, thì Lào Cai mình sẽ nằm ở trong top 4. Là gồm các cái tỉnh chủ yếu là các cái tỉnh ở vùng Tây Bắc,
phía Bắc, vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên là sẽ được kết thúc cái việc mà phát sóng truyền hình tương tự vào ngày 31 tháng 12. Thế về để đảm bảo cái thực hiện cái lộ trình đấy thì tỉnh Lào Cai thì Ủy ban dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái nội dung này trên địa bàn, tập trung vào mấy cái nhóm nội dung. Thứ nhất là phải triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân cũng như là các cấp ngành trong cái việc chuyển đổi số này. Thứ hai là tiến hành là khảo sát các cái vùng mà bị ảnh hưởng. Thứ ba là kiểm tra lắp đặt các cái thiết bị chuẩn bị cho cái đầu thu và để mà cung cấp cho người dân. Thứ tư là rà soát các cái hộ nghèo, cận nghèo thuộc cái đối tượng mà được hỗ trợ và thuộc cái vùng ảnh hưởng của tỉnh. Và tiến hành việc cuối cùng là sắp xếp lại cái bộ phận truyền dẫn và phát sóng của các đài tỉnh cũng như là các cái trung tâm các huyện. Hiện nay thì chúng ta còn những cái vấn đề nào khó khăn trong thực hiện cái việc chuyển đổi này? Hiện nay thì cái công việc chúng ta nói như thế là chúng ta cũng đã triển khai được một số nhiệm vụ và các cái bước triển khai thì cũng đã theo lộ trình. Tuy nhiên thì cũng có những cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là chúng ta phải xác định đúng được cái hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cái thời điểm mà chúng ta hỗ trợ ấy, là để mà chúng ta biết chắc chắn là những hộ gia đình đó sẽ được hỗ trợ, sẽ bị ảnh hưởng. Thì đấy là cái việc mà khó khăn. Và đến nay thì các huyện cũng đã cung cấp cho chúng tôi một số cái thông tin. Tuy nhiên là đặc biệt là cái xác nhận là ví dụ như là cái đặc biệt là cái chứng minh thư của hộ, có hộ thì có hộ không. Có hộ thì lại chuyển cho chúng ta là cái số chứng minh thư thì không đủ để chúng ta có thể xác nhận. Tức là đấy là một cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là chúng ta cũng mặc dù đã khảo sát cái vùng sóng mặt đất và sóng vệ tinh rồi, nhưng mà để đảm bảo chắc chắn cho cái việc mà phủ sóng, khi mà chúng ta hỗ trợ xong và chúng ta tắt sóng thì mức độ ảnh hưởng là thấp nhất. Theo thông tư 08 năm 2016 của Bộ Thông tin Truyền thông ấy, thì là những hộ nghèo và cận nghèo nằm trong cái vùng mà chuyển đổi phủ sóng này thì đấy là những cái đối tượng mà sẽ được hưởng, và đặc biệt là ở Lào Cai thì sẽ là trên toàn bộ tỉnh Lào Cai. Vâng, hiện nay thì trong công tác triển khai còn gặp khó khăn gì và chúng ta có cái chủ trương gì trong việc hỗ trợ người dân thuộc đối tượng cận nghèo, hộ nghèo trong việc tiếp cận với sóng truyền hình số mặt đất thưa ông? Đề án thì có một cái ảnh hưởng, một cái phạm vi ảnh hưởng rất là lớn đến rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Thế là và đặc biệt là có thể sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng của cái việc mà cái công tác tuyên truyền các cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đấy. Thế nên là để hoàn thành toàn bộ cái việc này tại thời điểm 31 tháng 12 thì chúng ta cũng sẽ có một số cái hoạt động cần phải làm. Đặc biệt thì có thể nói đầu tiên là việc mà chúng ta duy trì cái việc mà phát sóng của đài truyền hình Lào Cai. Đây là cái mà phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh thì sẽ tiến hành thứ nhất là sẽ tiếp tục duy trì cái phát sóng vệ tinh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục là duy trì cái việc phát sóng tương tự như trước đây, tức là chúng ta có thể gọi là phát sóng song song hai hình thức để những ai mà chưa kịp chuyển đổi, chưa được thuộc đối tượng được hỗ trợ thì vẫn có thể là kịp thời là có thời gian để chuyển đổi cho nó phù hợp. Thứ hai là phải thực hiện cái việc mà rà soát đảm bảo hỗ trợ là phải đúng đối tượng. Đúng đối tượng và không sót đối tượng, đấy là hai cái yêu cầu hết sức là quan trọng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ khi mà chúng ta hỗ trợ rồi thì chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái việc mà rà soát lại xem là cái việc mà thu sóng, bắt sóng của bà con, tức là kiểm tra lại thì chúng ta phải kiểm tra như thế nào để đảm bảo là tất cả các vùng mà người dân bị ảnh hưởng thì đều mà khi mà được hỗ trợ thì đều được xem một cách tốt nhất. Vâng, nữa thì xin được cảm ơn ông Thanh Quang đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chuyên mục số hóa truyền hình mặt đất của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.